Em xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tết rồi, em cũng xin kính chúc với cô chú và anh chị được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt nha. Và ăn Tết một mùa Tết được vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc nha. Và hôm nay em về đây là ở ấp Đông B, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, gửi đến chị một miếng đất vườn ha. Thì vị trí đây là rất là đẹp nha anh chị. Đất mình này nằm ở đây là đường xe ô tô, xe tải. Trước đất mình là đường đan là 3m anh chị nha. Ở đây mình đi ra chợ anh chị rất là gần, chỉ có là chạy khoảng 5 phút là tới anh chị nha. Rồi đây là cái mặt tiền đất mình á là 60m anh chị. Còn chiều sâu á là 33m, còn một đầu nữa là vô là 37m anh chị nha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ đi ra cái đường em quay trực tiếp cho anh chị xem vô đất nha. Rồi em xin mời anh chị nha. Cái đường đan này là 4m anh chị. Nếu anh chị ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh nè, hay là ở Cây Lậy, thành phố Mỹ Tho á, thì anh chị tới vị trí đây là chợ Đông Hòa, nằm ở đường tỉnh lộ 876 anh chị. Đó, thì anh chị tới vị trí chợ Đông Hòa đó, em sẽ đón vô đất cho anh chị xem á, là khoảng là 950m là tới anh chị nha. Đó, em gửi vị trí lên cho anh chị thấy rõ ha. Mình thẳng một đường này ra tới chợ Đông Hòa luôn anh chị, rất là dễ đi anh chị nha. Rồi cái đường này là vô đất mình anh chị, để quay qua cho anh chị xem ha. Ở đây thì có điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị nha. Đây cái đường này là đan là 3m đó. Đó mình vô khoảng là 40m mới tới đất mình nha anh chị. Đó, đường này xe ô tô, xe tải mình lưu thông luôn nha. Cái đường này là có sổ riêng luôn anh chị nha. Đó, nên anh chị cũng yên tâm nha, này đất của mình luôn anh chị. Rồi em xin mời anh chị ha, đi từ ngoài đường đan 4m mình đi vô đất mình khoảng 40m nữa mới tới cái vườn dừa của mình nha anh chị. Đường rất là rộng nha anh chị nha. Hiện tại thì cái dừa này anh chị thì chủ không có chăm sóc anh chị, trái cũng rất là ít anh chị ha. Thì này về mình tu bổ thêm vô và bón phân anh chị, cây trái là tốt lại anh chị nha. Cái mặt tiền này là anh chị là 60m anh chị nha. Đó, dài tới chỗ mà cái cổng hàng rào luôn anh chị ha, 60m. Còn cái chiều sâu này là vô là đầu này á, thì vô ngắn hơn chị, đầu này khoảng là 33m hơn chị nha. Đây chỗ tay em chỉ đi, có hàng rào đơn giản ha, có cái trụ bê tông anh chị. Đó, chiều sâu này là 33m vậy ha, có trụ bê tông khoảng 2m chị thấy không. Đó, và phía sau cái đuôi này thì có con gào nữa anh chị, chút em sẽ đi ra cái ganh cuối cùng này luôn để cho anh chị mình nắm được cái ranh giới nha. Rồi em mời anh chị mình tham quan miếng đất vườn của mình ha. Cái này lên tổng diện tích đó là 2000m² nha anh chị. Chủ ký gửi giá bán á, cái miếng đất vườn này á, là 2 tỷ 500 triệu nha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn đó, mình rất là yên tâm nha. Còn cái đường này vô 40m anh chị, là đường đan 3m này á, là đã có sổ riêng rồi nên anh chị cũng yên tâm nha, là đất của mình luôn anh chị. Đây một cái vườn dừa rất là đẹp nhưng mà do chủ không có canh tác, không có chăm sóc anh chị nên trái rất là ít anh chị ha. Trên đất mình á anh chị thì không màu mã, không có dướng dây điện câu thế gì hết chị nha. Đất mình rất là đẹp nha anh chị. Cái này thì thích hợp cho anh chị cô chú nào mua để mình về đây mình nghỉ dưỡng hay là muốn cất cái nhà yên tĩnh ở đây anh chị ha. Tại đường này đó thì cho xe ô tô, xe tải mình lưu thông luôn. Đó, rất là dễ dàng. Mà đi ra chợ và tiện ích đó, chỉ có là 950m thôi. Ngay vị trí là chợ Đông Hòa, nằm ở đường tỉnh lộ 876 anh chị nha. Đây một cái vườn. Cái này về mình cải tạo rất là đẹp nha anh chị. Cái mặt mình đang đi đây là 60m anh chị ha, rất là dài nha anh chị nha. Đây tới đây. Tới đây thì không có đổ đan nữa anh chị ha, đó là đất của mình rồi. Đó. Đất mình dài tới chỗ hàng rào ở đây luôn anh chị. Để em quay rất là kỹ để cho anh chị nắm toàn diện cái miếng đất của mình luôn anh chị nha.
ở bên tay trái thì đã có gạo chị thấy không? Đó. Đất mình là dài tới cái cổng ở đây anh chị ha. Đây phía đây còn có một cái vườn của chủ khác nữa anh chị. Đó, đây là một cái vườn nữa là hết đất anh chị ha. Đó, chỉ có hai hộ thôi, một hộ là có của vườn này. Đó, còn một hộ đó là đất của mình đây anh chị nha. Đây. Ở đây cũng có hàng rào hết anh chị nha. Rồi để em quay lên cho anh chị xem nha. Đó. Mặt này là đây ra ngoài là 60 mét anh chị. Đó, thì gia chủ đổ vô mới có khoảng là khoảng 50 mét anh chị, còn một 10 mét đây á, thì chưa có đổ đan anh chị nha. Rồi, giờ mình đi từ từ vô mình tham quan ở bên trong anh chị ha. Rồi em sẽ chỉ cái ganh chiều sâu cho mình biết cái ganh cuối cùng luôn nha. Cái chiều sâu này nè anh chị, thì vô cái đoạn này thì khoảng là 35 đến 37 mét anh chị nha. Nó dài hơn cái đầu bên giúp vô bên ta phải anh chị. Đây, đất mình em thấy đây cũng tương đối ổn anh chị, đất mình cũng bằng thẳng anh chị ha. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dưới màn hình để tương tác với em, để nhận được video mới nhất. Tìm đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý vị tư rất nhiều ha. Đây có một cây hạnh anh chị, cái tắc đó chị. Đây, trái rất là nhiều ha. Hình như đất mình là không có một cái ao nào hết chị. Đó, đất mình bằng phẳng luôn ha. Trên đất mình là có cây hạnh nè, dừa nè và chanh nha anh chị. Đây, đất mình là dài tới đây chị không? Đó, có hàng rào hết chị, cái đó chiều sâu này chị ha, có hàng rào hết rồi. Đó, thì em về mình không có làm rào ở phía sau đuôi và bên tay trái nữa. Mình chỉ có làm bên tay phải và trước cái mặt tiền mình thôi anh chị nha. Đó, đất mình rất là đẹp, cao, không có ao hồ và không mòn mã, không có dướng dây điện cao thế gì hết chị. Em xin nhắc lại cái diện tích đó anh chị, là ngang là 60 nha, chiều sâu á bên tay phải mình á là 33, còn bên tay trái mình á chiều sâu là khoảng 36 37 mét anh chị. Là lên tổng diện tích cái vườn trái cây của mình á là 2.000 mét vuông nha. Chủ ký gửi giá bán á, là 2 tỷ 500 triệu, giá này là chủ còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn, mình rất là yên tâm nha anh chị. Bất sản Đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn thì liên hệ bên em số thoại dưới màn hình nha, em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị nha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái vườn dừa, chanh và hạnh này thì liên hệ với em số thoại dưới màn hình. Bên em có nhân viên dẫn chị xem trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Và anh chị cô chú kết bạn Zalo em để bên em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị ha. Rồi một lần nữa xin kính chúc với cô chú và anh chị ăn Tết được vui vẻ, hạnh phúc và phát tài phát đạt nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.